tại trụ sở chính phủ. Chủ trì và phát biểu tại hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia và 63 tỉnh, thành phố về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh không được để tình trạng một người thiếu ý thức phòng chống dịch khiến cả xã hội phải vất vả. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế giám sát dành cho các đối tượng nhập cảnh đến hết cách ly. Hiện nay, dịch COVID-19 ở các châu lục trên thế giới đều giảm, tuy nhiên châu Á lại gia tăng. Tại Việt Nam, trong mấy ngày vừa qua, liên tục xuất hiện các ổ dịch mới tại các bệnh viện và lan ra các tỉnh thành. Quý 1 vừa qua, chúng ta như vậy là gần 20.000 chuyên gia và lao động kỹ thuật nước ngoài. Số này, cách ly thì phần lớn không phải cách ly ở chỗ của quân đội, cách ly ở các khách sạn. Thì kiểm tra vừa rồi cho thấy là các khách sạn này, rất nhiều khách sạn thực hiện không nghiêm. Nhưng mà điều quan trọng thứ hai là cách ly xong, ra khỏi cách ly, đi về doanh nghiệp làm việc. Thì tức là vẫn nằm trong diện theo dõi y tế sau khi cách ly, thì gần như buông lỏng hết. Trước thực tế đó, Ban chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo từ 0 giờ ngày 4 tháng 5, tạm thời chưa cho về địa phương những người đã hoàn thành cách ly tập trung. Đối với người hoàn thành cách ly tập trung, khi về địa phương nơi cư trú phải được chính quyền địa phương cơ sở mà nòng cốt là lực lượng y tế, công an ký cam kết bàn giao cho từng gia đình hoặc doanh nghiệp kèm theo hướng dẫn phổ biến các nghĩa vụ, trách nhiệm họ phải thực hiện. Và tuân thủ trong thời gian theo dõi y tế, tuyệt đối không để tình trạng người đang trong thời gian theo dõi y tế sau cách ly tụ tập đông người làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Đối với các doanh nghiệp, đơn vị tiếp nhận chuyên gia đến làm việc, phải ký cam kết hướng dẫn, phổ biến, quản lý chuyên gia của doanh nghiệp và đơn vị mình. Các đồng chí hợp tác các tỉnh khác để sao cho tỉnh mình đủ năng lực xét nghiệm khẳng định. Phải tuyệt đối tránh tình trạng sau này là cứ hơi một tí là mình lại gửi mẫu lên trung ương. Việc tái kích hoạt tổ thông tin đáp ứng nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia làm nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo, Bộ Y tế phân tích thông tin dữ liệu, ý kiến chuyên gia, thiết lập cơ chế giám sát các đối tượng nhập cảnh, đối tượng cách ly trong suốt quá trình từ khi nhập cảnh đến hết giai đoạn cách ly, theo dõi y tế sau cách ly, đồng thời xác minh những thông tin khó mà bằng phương pháp truy vết thông thường không giải quyết được.